Đây các bạn, bọn mình anh em mình lại phát hiện ra một tổ. Đây là Ông hình như mệt. ong mật ở dưới cái lô đất này anh em. Tí đào đây Ôi, thế đổ vào trong, là coi không chưa biết là thì có nhiều ong hay không. Rồi, tí mình cứ thử đào xem. Đây bên cạnh nó có một cái ong ấy này, con loài này không biết gọi là ong gì, ông mận ạ. tiếng phổ thông không biết gọi là ong gì. Đây ong đi hết rồi còn mỗi cái vỏ ra đây. Ông cho vàng. cho cầm chơi. Cái này không phải ong vàng đâu. Đáng lẽ ra là không mặc quần áo nhưng mà vì nó chích cho hai phát nên là tôi phải mặc quần áo vào. Đều. Thôi mua phải thuật liều kìa. Cái phà tu được chi kìa phà kìa. Áo đỏ chứ có nguy hiểm. Muốn để nhà này cái
vải hay hết thì rủi. Buôn vải găng tay mà chia này hóa. Ông bày vào hết rồi anh ạ. Vâng. Bày vào trung tủ hết rồi. Nè. Cái này mà anh em nào muốn bắt về nuôi ấy, bây giờ mới tìm con tướng của nó cho này. Tìm thấy con tướng của nó anh em cho con tướng vào cái nón của mình ấy, buộc vào chóp nón ấy. Ong này nó khắc bay vào đấy hết, nó bay theo con tướng mà. Chẳng qua đây anh em mình đi tìm ong xa quá nên là cũng chẳng muốn bắt về. Đi xa không bắt về nuôi nên thôi. Đi hôm nay đi tìm ong bỏ vé mà. Tìm mấy cái ong trời mà. Cái này chẳng qua là tình cờ bắt gặp thôi. Bắt thôi. Có một ít mận là anh em mình chiến luôn rồi. Đang đói, buổi trưa đang đói, trông đói tí. May có tí mật ong này. Đây anh ạ, cái lúa nó này tôi đào đây. Đi thua mua to cả này, găng tay. Cái này nó mày chia này. Này em hai cái vứt xuống đây thôi. Nhựa ấy. Cái găng tay xanh ấy. Cái này mà. Cái đấy từ hôm nọ có thấy đâu. Không thấy đâu.